Xin chào anh em. Đã khá lâu rồi mình không có ra video trên trên YouTube nữa. Tại mình có một số các cái dự án thiết kế ở bên ngoài. Nên nhờ cái đợt dịch này mình mới có thời gian quay lại làm YouTube ha. Các dân chơi còn gọi là YouTuber ấy. Trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch thì mình vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển về Z của mình ha. Thì hôm nay đây chính là phiên bản nâng cấp của con motor 2212 này ha. Đối với con động cơ này á, thì anh em dễ dàng thấy trong các con dùng trong su này, quadcopter, với cái giá thành của con này nó cũng khá là rẻ, nó từ 80 đến 140 nghìn thôi, mình nhớ mang máng vậy, nó tùy vào số KV này ha. Thì đối với con Z này á, hôm nay mình sẽ nói sơ bộ về loại Z của mình ha. Thì nó có hai điểm đặc biệt như thế này. Thứ nhất đó chính là về cái phần thành này, cái tường đó. Cái này nó có chức năng là ví dụ như anh em mua về anh em chế vào thuyền ấy, thì anh em chỉ cần đo cái kích thước của cái từ đấy sang bên đây, ví dụ như kích thước là 3 đi, thì anh em cắt trên cái phần đế thuyền ấy, nó sẽ như thế này. Anh em chỉ cần cắt nó vuông vắn này, sau anh em ráp vào thôi, không cần phải đo lỗ gì hết nha, chỉ cần cắt vuông vắn là được. Cũng như thế này đó, anh em cắt vuông vắn như thế này, sao anh em gắn dép vào thôi ha, không cần phải cầu kỳ phức tạp gì hết. Còn cái con này á, con này nó chính là con hai thân mình in từ trước dịch, và đến khi dịch bùng thì mình cũng treo ở trong nhà luôn ha. Và ở cái video sau á, mình sẽ lấy con này ra chế lại ha. Mình sẽ lấy con này ra chế lại cho anh em xem. Con này sử dụng hai động cơ Z đẩy hai bên. Và tiếp theo một điều đặc biệt thứ hai đó chính là về hệ thống lái. Đây, hệ thống lái đây. Thông thường lái thông thường á thì anh em thường sử dụng một cái thanh linh như thế này. Cái này gọi là cái thanh thép ấy. Anh em một đầu thì gắn vào cái tay của servo, kéo qua kéo lại thì nó sẽ di chuyển cái đầu lái này. Nhưng như vậy thì nó sẽ mất công và anh em sẽ dễ bị rò rỉ nước ở bên trong. Thay vì thế mình đã tích hợp luôn cái hệ thống lái ở bên trên đây luôn nha. Và chỉ riêng cái dép, cái thiết kế kiểu này chỉ có mình mới có thôi nha. Và tí nữa mình sẽ ghim điện vô cho anh em xem và chỉ cho anh em cách đặt giới hạn của cái servo lái này. Và mình cũng nói qua một cái xíu về cái con motor này. Thì khi mua về thì cái phần trục nó sẽ nằm ở bên đây. Anh em muốn cho nó về cái phần đế này á, đẩy cái trục về phần đế này á, thì anh em tìm cái, nó có một cái ốc chìm ở đây này, anh em dùng cái lục lăng á, lục giác á, anh em vặn nó ra, xong anh em dùng búa, anh em tay giữ như thế này nha, tay giữ vào cái vỏ, anh em dùng búa, anh em đập cho đến khi cái trục á nó sẽ như thế này, trục nó sẽ chuyển hết về bên đây. Rồi anh em lại khóa lại ha, khóa cái con ốc chìm lại. Thì đối với cái này thì nó sẽ dễ dàng tháo ra như thế này. Nhưng mà cái lực hút của cái nam châm này á, nó khá là mạnh nên là nó cũng khó rơi lắm ha. Và khi mà anh em lắp vào đấy á, nó sẽ khóa bởi cái khớp đầu này thì nó không còn rơi ra được nữa ha. Đối với cái Z của mình thì nó sử dụng trục này là trục 3 ly. Còn trục của con motor 2212 này thì nó là 3,17 mm. Thì khi anh em mua thì anh em chọn là 3 × 3.17 ha. Khá là mượt luôn ha. Và một điều nữa là động cơ này nó là quay vỏ. Thì mình đã làm thêm một cái tản nhiệt đế cho cái con motor này ha. Đây. Thì nước nó sẽ được chủ động từ cái Z này nó đi ra ha.
Z nó đi ra và nó truyền vào cái đế tản nhiệt này. Còn cái đầu dưới này thì anh em cho ra ngoài thuyền ha, để giúp nó tản nhiệt, motor sử dụng bền hơn và Z nó cũng được bền hơn ha. Còn về servo thì cái Z này á, có thể sử dụng được con servo xanh á, nó là SG90. Còn con này là servo đen là MG90S. Thì với cái phiên bản đen này á, nó đặc biệt cái là nó có loại bánh răng full kim loại ha. Nhưng mà cũng cũng hên xui anh em nào mua phải bánh răng mà nó chỉ có một cái đầu này là kim loại thôi, còn lại là nhôm nhựa hết. Nên anh em lưu ý về cái con servo đen này ha. Bây giờ mình sẽ ghim điện vào để chỉnh cho cái hệ thống lái này cho anh em xem ha. Anh em lưu ý là số KV này nó sẽ liên quan đến số ampere trên con ESC ha. Con này là con ESC 3 pha 80A. Còn đối với cái con này là 2450 KV thì anh em cứ đi con ESC 50A cũng được. 50A cho nó tốt ha, chứ đừng mua 40A. Còn đây chính là con RX của tay GT3B. Đây, tay này ha. Thì anh em lưu ý khi mà cắm á, thì nó sẽ có cái một cái ghi chú, đó chính là S cộng trừ. Thì S nó chính là cái dây tín hiệu, còn cộng trừ là dây nguồn ha. Anh em lưu ý cắm đúng, không là toang đấy nha. Thì cái này cắm vào kênh 2. Còn tiếp theo thì servo thì nó cũng như vậy, nó cắm vào kênh 1 ha. Thường là servo cắm vào kênh 1. Đây, cắm vào như này. Rồi, đã kết nối xong thì anh em nếu mà nó có lệch á, anh em nhớ phải để cho cái hướng này nó bằng nha, nó bằng song song với cái này, cái đầu này nó bằng song song với cái này ha. Thì khi mà lái á, thì nó sẽ theo một cái đường thẳng. Còn của mình thì đã chỉnh sẵn rồi, anh em chỉ cần là tháo ra quay lại cái am này, cái này gọi là cái tay tay servo này. Chỉnh lại cái tay servo là được ha, chỉnh làm sao cho nó bằng là được. Đó, anh em thấy tiện lợi không? Khá là tiện luôn ha, không cần phải dùng mà cái thanh linh này làm gì hết, nó dễ bị rỉ nước và rất là khó căng. Thì trên con Z này mình đã tích hợp luôn cái hệ thống này, khi mà anh em mua, nếu mà có mua con Z này á, thì chỉ cần gắn servo như thế này là được. Và một cái chỉnh cái hành trình, anh em nhớ chỉnh cái hành trình nhá. Ví dụ như chỉnh cho nó đừng quá ra, nó sẽ gây bị ép con servo ha. Anh em nhớ chỉnh cái giới hạn, nhớ đặt cái giới hạn là góc cho con servo nó quẹo ha. Và mình cũng đã chỉnh xong hết rồi. Đây, nó sẽ có giới hạn như thế này. Còn đây chính là cái chậm rác. Thì anh em lưu ý là cái này nó là giảm thiểu bớt cái rác đi vào thôi, chứ nó không có giảm 100% ha. Nên khi anh em chơi, anh em chọn cái chỗ nào nó sạch xíu ha, tránh mấy cái rác li ti nó chui vào đây á, thì nó mệt lắm. Và hôm nay mình sẽ sơ bộ đến đây thôi ha. Ở video sau mình sẽ chế vào thuyền, mình sẽ chế vào một con thuyền nào đó. Đây, mình sẽ chế như thế này, chế vào con thuyền này ha. Con này mình cũng đã gắn sẵn rồi. Con này chơi từ trước Tết, à chơi từ trước dịch, nên giờ mình cũng bỏ ra không không dùng đến nữa. Và bây giờ mình sẽ mang con này đi test ha. Mình sẽ ra một cái chỗ mình trước mình hay chơi á, nó chính là một cái gọi là cái gì đó,
cái con rãnh hay là cái kênh gì á. À quên, nếu anh em muốn mua con Z này á thì anh em có thể truy cập link ở bên dưới ha. Mình vừa thiết kế và mình cũng nếu anh em nào thích ấy, thì anh em có thể ủng hộ cho mình có thể mua con Z này ở link ở bên dưới ha. Khi mua thì nó sẽ kèm một con Z, nó sẽ có sẵn trục, sẽ có sẵn trục ha, cái trục và cái ti này này, sẵn ti và cánh cánh ha, sẽ có đầy đủ như thế này, còn không có servo, khớp và motor ha. Z mình làm tất cả đều có trục hết ha, chứ không phải là vỏ, và có kèm thêm một cái đế tản nhiệt đồng này nữa ha. Và loại Z này nó sẽ có phân loại là ví dụ như anh em đang sử dụng số KV là 2450 như của mình thì nó sẽ có cái phân loại dành cho cái con Z cùng với số KV đó ha. Anh em lưu ý nhớ lựa chọn cho phù hợp với số KV ha. Và mình đã gắn xong rồi ha. Mấy chỗ này mình bôi keo cho nó kín. Khi mà lúc mà anh em mua về chế thuyền á thì nó cũng sẽ như thế này thôi. Anh em cứ cắt vuông vắn như thế này nhá. Cắt vuông vắn như thế này. Đó, rồi chỉ cần đổ keo xung quanh là được. Bây giờ mình sẽ mang con này đi test nhá. Chứ mà không có cái vỏ này á thì cái motor quay vỏ này nó bắn tung tóe hết nước. Còn bây giờ mình sẽ mang con này đi test ở dưới cái con kênh đấy nhá. Thì hiện tại chỗ mình đang là buổi chiều ha. Lúc 3-4 giờ chiều gì đấy. Mình đến con kênh thì vô tình đi ngang qua đây thấy một cái hồ. Cái này gọi là cái hồ người ta trồng rau ấy, người ta thu hoạch rồi. Còn bên cạnh là người ta vẫn đang trồng ha. Và mình đã ghim điện sẵn. Thì pin của mình đang dùng ấy thì nó là pin 3S, 3S 4,2A. Và mình test luôn ha. Anh em thấy pha test vừa rồi thế nào? Nhỏ nhỏ mà có vỏ ha. Thì nếu như anh em muốn mua con Z này á thì anh em có thể truy cập link mình để ở dưới phần mô tả nha. Link Shopee ấy. Thì cái kiểu thiết kế Z độc đáo như thế này á thì mình mới có thôi nha. Mình tại vì mình chuyên về Z ấy nên anh em yên tâm sử dụng ha. Z lớn hay Z nhỏ đều đều có hết. Thì ở video sau ấy mình sẽ làm bằng cái con tàu hai mũi như thế này. Cái này tàu hai mũi hoặc gọi là tàu hai thân cũng được ha. Mình sử dụng hai con Z. Đây, con Z này nó giống y hệt y chang nhau luôn ha. Thì con này ấy, sử dụng hai cái Z hai bên. Nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ lắp vào đây hai động cơ hai ESC và một pin nằm giữa ha. Thì video sau á mình sẽ mang con này ra làm liền luôn, tiện có video cho anh em xem luôn ha.
Còn bây giờ thì hẹn anh em ở video sau nhé. Anh em nào muốn mua Z thì có thể truy cập link ở bên dưới luôn luôn ha.